những cái mà như vậy ấy, mở rất rất là cùi. Những cái cầu thủ mà những cái gói này 101 ấy mở rất là cùi luôn thật sự. Đấy. Một FPL này, bồ đào nha, LW. Lao. Để mua thẻ cào nhanh gọn và uy tín, anh em có thể truy cập vào shopkẹt.vn. Chỉ cần đăng ký tài khoản là chúng ta có thể mua thẻ nạp điện thoại, thẻ nạp game với mức chiết khấu lên đến 8%. Mua thẻ giá rẻ vào ngay shopkẹt.vn. Đó, cứ mở BP trước là mở thẻ cực kỳ đen. Nên là mình quyết định sẽ mở cái BP sau. Mở cái phần BP này sau anh em nhé. RMA, LNFPL, FA. Gói này mà ra được quả RMA cộng 7 thì nó lại thế giới quá. Chịu. Chịu 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 chịu. Cái gì? Hot nhất thì lấy ăn soda. Lấy ăn soda, cái soda luôn rồi. Úi bồ, úi ai trời ơi. Trời ơi, ôi trời ơi. Con mẹ nó, sao lại không ra ST. Bồ ra ST là ngon rồi. Trời ơi. Gói này cùi nhất. Đấy, gói này ra những cái con cùi nhất thôi. Gói này không ra gì ngon, nên là mình mồi thôi. Mồi cho những cái gói nó ngon hơn đấy. Nó là vậy anh em ạ. Hà Lan CM. Đố anh em biết ai đấy. Tôi đoán C-Dop. Không bao giờ sai. Không bao giờ. Ui 246 tỷ. 246 tỷ. Mọi người nhìn mê chưa? 23 NG. 23 NG ôn. Đem về cho em Huy. Con hàng trẻ chất lượng nhất. Con hàng trẻ. Trẻ gì đây? Trẻ của Tuyền. Ui. Ủa xong GK đi rồi. Má được. GK đi mẹ rồi. Bajunu. Con hàng này là thủ môn hay nhất của bờ biển Nga thời điểm hiện tại nha. Thủ môn trẻ hay nhất của bờ biển Nga thời điểm hiện tại. Ra những con như là 109, 108 gì đấy. Tây Ban Nha GK. Casillas. Ui, Casillas. Ây da. Phải thêm một chữ S nữa đi, giờ thêm cái chữ S vô. Ui, thêm cái chữ S vô. Kiko Casillas được không nhỏ? Ra Casillas. Cái không cơ chứ. Cái thật sự thề. Cháu Casillas này. Cháu Casillas này. Ê, mình quay không trúng. Mình quay không trúng Icon nhưng mình quay FA100 nha. Cái gói này mới ngon. Cái gói này mới ngon đấy. Ngon hơn Icon 100 nữa. Thật sự luôn. Rồi, cờ gì đây? Rồi đi. Mình nhìn cái cờ biết đi luôn mà. Nhìn cờ biết ngay. Mở gói 103 cho anh em hiểu vấn đề luôn. Đó. Mở cái gói 103 để cho anh em hiểu vấn đề luôn. Rồi xong. Xong cái cờ này. Ê, cái cờ gì vậy ta? Số đen thế nhờ. Đen mất mà. Đi ra. Còn gói gì bùng nổ không nhờ? Gói này bùng nổ này. Gói này là bùng nổ luôn đấy. Gói này mở hên lắm nha, cái gói này mở may mắn cực. Bùng nổ. Mùa bắt tu bắt là ngon. Ý CB. Chiellini. Cannavaro. 119. Bùng nổ. Huyền thoại tuyển Ý. Đó, quả bóng vàng. Quả bóng vàng năm 2006. Ngon, ngon nha, ngon nha, ngon nha. Giá trị sử dụng cao luôn đấy. Nó cầu thủ nhận quả bóng vàng năm 2006. 7 mùa. 7 mùa thì khi nào mới ra được cái mùa LN nhỉ? Cái tỷ lệ mà ra mùa LN nó chỉ là 10, 12, 13% thôi. 12, 13% ra cái mùa LN thôi. Mùa cát. Hà Lan. CDM. Mùa má, mùa này không có rai kết. Mùa này không có rai kết. Ui. Ui, mùa bắt tôi bắt mới có rai cát. Ui giời ơi. Đấy, cái này là chỉ số 101 trở lên. Đấy, 101 trở lên thật sự là những cái nhá. Những cái mà như vậy ấy, mở rất rất là cùi. Những cái cầu thủ mà những cái gói này 101 ấy mở rất là cùi luôn thật sự. Đấy. Một FPL này, bồ đào nha, LW. Lao, lao, lao. Ui, lao. Ui giời ơi, đây rồi. Bú 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 2.500 tỷ. Mở gói 101 ra được layout thì không biết là gói 96 ra được cái gì nhỉ. Thôi thì bù qua bù lại anh em nhỉ. Kiểu như là cái gói 101 mở ngon rồi.
101 mở ngon rồi thì bắt tôi bắt FLLN96 này thôi ấy, thì nó ra con gì cũng được, ra cùi cũng được, đúng không? Bù qua bù lại thôi mà. Ai vậy? Cái cờ sao lạ quá ta, nhìn đúng lạ luôn á. Rồi Jumbo ăn cùi 117 cũng được, cũng được, cũng được, cũng được, cũng được. Rồi rồi, không 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 sao hết, không sao hết, vẫn ngon, vẫn ngon, vẫn ngon nha, vẫn xin, vẫn xin, vẫn xin. Gói SPL đi kìa, SPL với lại LN 102 thì gói này mà ra được cái một LN thì ngon. Đấy, cứ ra LN là ngon ở cái gói 102 này anh em nhá. Rồi, nhưng mà gói này chỉ đến SPL hay sao ấy. Bồ lại bồ, bồ LB, ui LWLB à, Nuno Mendes, ai ra, phải cứ tưởng, cứ tưởng là được thêm một con nào đấy. LW, Zota, các kiểu kiểu CF các kiểu ha. Ui, thề cay thật. Phúc thử bấm chữ M đầu tiên đi, thử trích này xem mở toàn ra ngon này. Bấm cái chữ M đầu tiên được chưa? Bấm cái chữ M đầu tiên. Tôi thấy cái cờ sau đây mình nặng nhá. Cái nặng này cuốn lắm. Tôi thấy cái cờ là cờ gì? Cờ gì? Ui, Hà Lan à. Ui! Gullit. Rồi rồi. Gullit nha, Hà Lan có Gullit. Thằng này có Gullit, có Rijkaard nha. Ui, đôi chân này. Ui. Sao giống thủ môn vậy ta? Má. Ê, sao giống thủ môn quá vậy ta? Má. Rồi, mẹ cay thật. Sửa ke tay lên mất. Mình thấy cái quần, thấy cái đôi vớ nó vàng vàng rồi, nó vàng khè luôn là hiểu vấn đề luôn mà. Đấy, nhìn thấy cái đôi vớ nó vàng khè là hiểu vấn đề luôn. Phải cay nhờ. Thấy cờ một tí thôi, đó, chỉ cần thấy cờ thôi là chúng ta bắt đầu nhấn vô cái ảnh nhá. Là sẽ lọc, ớ nhầm, là sẽ gì nhầm. Nặng nhá, nặng, anh em ạ. Đó, thấy cờ rồi mới nặng nhá. Chơi đi, thấy cờ cái là nặng liền. Cờ gì đây? Ui, Pháp có ai ngon nhỉ? Pháp có Eric Cantona, Patrick Vieira, De Sailly, ai già, Zidane, ôi rồi ôi, bởi vì quả Zidane luôn à. Zidane da trắng nha, Zidane là da trắng nha. Đen thế sao đen thế? Đen đây. Đen thế nhở. Tốc độ. Cái tốc độ 118. Makelele à? Makelele. Cái tốc độ này là 118 nha, là một cầu thủ có tốc độ. Cũng mắc rồi. Makelele à? Chuyền 114, sút bao nhiêu đây? Ôi, sút 98, cụ mắc không biết sút xa. Cụ mắc là một cầu thủ không biết dứt điểm chắc chắn rồi. Ở đâu? Ở đi Sally mà. Đi Sally mà 122, bao nhiêu tỷ vậy? 1.700 tỷ, bú. Đó, 1.700 tỷ. Được quá nhờ. Rồi, giờ bây giờ mở thêm cái phần BP nữa. Mở thêm cái phần BP trắng nữa anh em nhá. Xem thử là liệu cái BP trắng này mình sẽ gom được bao nhiêu đây. Ngon quá nhờ, thề ngon thật sự luôn đấy. Được quá ta. Vậy là sự kiện này mình được 3.600 tỷ BB trắng anh em ạ. 3.600 tỷ BB trắng rồi. Chết, xem thử là về tới phần cầu thủ được bao nhiêu đây. Mê quá ta, được quá nhờ. Tới phần cầu thủ thì được tầm 7.000 tỷ. Vậy là một vòng sự kiện thì mình mở cho mình đâu đó khoảng tầm là 10.500 tỷ anh em ạ. 10.500 tỷ một vòng sự kiện. Mà thôi, đây cũng là những cái điều mà anh em có thể thấy thường xuyên trên cái kênh này, nó cũng không có gì phải bất ngờ. Đó, anh em có thể thấy thường xuyên trên kênh này luôn. Thật sự. Đấy. Ok, cảm ơn Minh rất nhiều vì đã gửi cho anh cái kèo sự kiện này nhá. Cảm ơn em rất nhiều.